Sáng ngày 3 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024 và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Ninh Bình 1959-2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ninh Bình vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Đây là sự kiện trọng đại, là kỷ niệm thiêng liêng, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tình cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhiệt liệt chúc mừng 65 tập thể cá nhân được vinh danh khen thưởng. Đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc đến từ các vùng miền trong tỉnh, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ thành thị đến nông thôn, từ các cơ quan đơn vị của hệ thống chính trị cho đến cộng đồng dân cư thôn xóm phố, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo. Với những việc làm hết sức bình dị đời thường nhưng cũng rất thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và nhân văn, thể hiện tinh thần ý thức học tập làm theo lời Bác từ những việc làm giản dị nhất. Cùng với 60 năm đại biểu về dự cái buổi lễ tôn vinh hôm nay thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào, rất là phấn khởi đã góp một phần cái công sức nhỏ bé của mình vào cùng cái thành tích chung trong cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, rồi công tác đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhưng đồng thời với đó cũng sẽ là trách nhiệm ngày càng cao và thôi thúc cá nhân có ý chí ngày càng vững vàng trước sóng gió biển khơi và trước những công việc mới, cũng như có những cái nội dung gian khó thì đều phải cố gắng để vượt qua. Mục tiêu mà cái công việc của mình là học tập và làm theo gương của Bác để giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ các em các cháu đi đến trường nó an toàn. Cảm xúc của tôi hôm nay được rất là phấn khởi, rất là vui mừng mà được đón nhận cái phần thưởng cao quý. Mỗi tập thể cá nhân xuất hiện tại buổi lễ tôn vinh ngày hôm nay đã để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần học tập, lao động và cống hiến hy sinh, thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương cảm động về tình yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái và nghĩa tình hơn.